20.000 em spoil để chơi Pack Queen thuộc Wheel Card trong những ngày cuối này để xem tôi có phải là người may mắn nhất hành tinh hay không. Ok, hello xin anh em. Vừa rồi xem MrBeast nhiều quá nên là bị nhiễm thế anh em ạ. Đùa anh em thấy thôi. Hôm nay thì mình sẽ đến với clip mở pack với sự kiện Win thuộc Wheel Card nha. Đây thì một bạn mới làm em spoil ở bên mình. Chung là cũng có anh em muốn chờ đến Totti rồi. Bạn này muốn bụp luôn anh em ạ. Đấy, Totti ra tính sau, thế nên mình chiều thôi. Bảo là anh quay clip đi cho anh em ở trên kênh xem. Ok, còn có 3 ngày nữa hết sự kiện thì thôi. Chơi luôn anh em nhá, chơi luôn. Đấy, và quay clip cho anh em. Đây có lẽ là những cái pack cuối cùng của event này rồi. Hiện tại thì với 20.000 MC Point nạp lần đầu ấy, thì chúng ta sẽ có thể chơi nói chung hai pack ngon nhất ở với Winter Wheel Card. Một là pack này. Pack này thì chắc chắn là ra cầu thủ trên 90 rồi, nhưng mà cái cầu thủ 90 cộng ấy thì nó không bán được. Đấy, cái pack ở đây cũng ngang giá sẽ ra cầu thủ 88-95 thôi nhưng sẽ bán được. Thì tôi cũng đang khá là phân vân anh em, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn thích chơi pack này hơn vì nó bán được anh em ạ. Thì tôi đang phân vân là tôi sẽ chơi 3 cái pack này. Rồi xong còn lại thì tôi sẽ chơi pack này anh em ơi. Đấy, anh em thấy có hợp lý không? Tại vì 90 cộng mà không bán được thì tôi cũng thấy hơi buồn. Thế quyết định là sẽ chơi trước cái pack này anh em nha. Ok, trước mở nó gọi là dùng cái gì ta? Dùng thay đổi đội hình các cái cuối cùng nó có ra gì đâu. Nên là chúng ta hôm nay là cứ chờ khi nào có đến cái nhịp sáng ấy. Nghe bảo là chờ 4 đến 5 nhịp xong đến cái nhịp sáng mở thì tỷ lệ ra rất là cao. Và tôi đang mở, mình đang mở vào cái khung giờ nó rất là khuya anh em nha. Đấy rồi, với pack đầu tiên cho ra cầu thủ nào cho nó có một pha walk out. Đây rồi, thẻ này là thẻ ai cần đúng không anh em? Brazil CF à? Ui Pele, ui trời ơi, sao lại ra con này, tôi tưởng là Pele. Ui giời ơi, quả này mà Pele có phải ngon không anh em ơi? Quả này Pele nó có phải là nó ngon hay không? Vớ vẩn thật anh em ơi, quả này Pele là nó ngon rồi. Ui giời, nó lại ra cái ông kia. Tôi đây, tôi nghĩ là nó ra Pele này cơ, cũng là CF, cũng là 95 nhưng mà nó bịp ơi là bịp. Đây, cho đến với pack thứ hai nào. Mình cũng vậy, là mình vẫn mở theo pack đấy nhá. Một nhịp này. Đấy. Hai nhịp sáng này. Mình sẽ chờ khoảng 4 nhịp sáng và mình mở anh em nhé, để hy vọng là ra cầu thủ ngon. Đây rồi, đây nhịp thứ ba này. Ui giời ơi, không ra cầu thủ ngon trong những pack này thì nó phí lắm đấy anh em ơi. Rồi rồi, đây rồi, nhịp thứ tư đây rồi. Nhịp thứ tư đây rồi. Là cầu thủ nào đây? Cầu thủ nào đây? Quắc ao không? Quắc ao không? Đây rồi, tiếp tục quắc ao à. Ô, sự kiện Rival anh em ơi, sự kiện Rival. Uruguay, Van Vecchi. Ui, sao lại ST? Trời ơi, tôi tưởng là CM, nó có phải là Van Vecchi hay không? Ôi dồi, Merientel anh em ơi. Đấy, Mascherano 91 đây rồi. Ôi, cay thế anh em nhở, cay ơi là cay, nhờ ra được con Mascherano 91 này tôi tạm tạm ổn rồi. Ui, bách cuối nào, bách cuối trong cái này. Ui dồi ôi, cay ơi là cay anh em ơi. Một này, tôi nghĩ là lần này tôi sẽ chơi khoảng 8 nhịp đi anh em, chờ hơi lâu nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ ra cái ngon anh em ơi. Hai nhịp này. Đấy, pack vừa rồi ra được con Mascherano tôi cũng đỡ, bởi vì Mascherano tôi cũng thấy là nó cũng hữu dụng. Ba nhịp này. Ai trời ơi, tôi tưởng là ra CM là của Uruguay, là nó là Van Vecchi, thế lại quá ngon anh em ạ. Bốn nhịp này. Thế nhưng mà game nó luôn bịp nhá. Tôi hai pack đều bịp rồi đấy. Một pack là bịp Pele, một pack bịp Van Vecchi. Năm nhịp này. Đây rồi, thôi tôi nghĩ là 6 nhịp anh em ạ. 6 nhịp là lộc đúng không? Đấy, còn pack sau mới là 8 nhịp. 6 nhịp. Đây rồi, ra cầu thủ nào đây? Ra cầu thủ nào đây? Ra ui Winter Wheel Card đây rồi. Ui cái nước gì đây? Ui giời ơi, cái nước này tôi không biết Girona là ông nào đây. Ui Herrera anh em ơi, cay thế nhờ. Cay quá anh em ơi, quá là cay luôn. Ba pack bên này không quá ngon. Ra đến với pack bên này sẽ được khoảng 3 pack anh em nhá. Ôi giời ơi. Tôi mở luôn ngay pack đầu xem ra cầu thủ ngon một chút đi nào. Ra cầu thủ ngon viên thờ Yuka. Đức à? Đức mà CM Wiss anh em ơi. Con Wiss đá rất là ok nhá, nhưng mà tiếc là nó không bán được. Đấy, 90 mà đã 94 là ok rồi. Sao không ra cái con này khi nãy ở bên cái pack 3.000 bên kia đi, mà cái pack không bán được này mày lại ra. Ôi giời ơi, 30 mấy triệu cơ mà không bán được. Con này bán ở trên trời như 20 triệu phải. Đấy, cái lúc cần ra cái con như thế này thì không được, nhưng mà tôi nghĩ là con này để bạn đá cũng được anh em ơi, tại vì tôi thấy con này rất là ngon. Ơi giời ơi, tự nhiên bên kia bán được thì ông không ra, ông lại ra bên này, có bịp hay không? Đây ôi, ai đây nào anh em ơi, ai đây lại là Winter Wheel Card này? Brazil CM của Newcastle, Bruno à? Ơi giời ơi, Bruno Guimarães cũng bình thường anh em ơi, cũng không quá ngon. Ui giời ơi, cái pack này nữa này.
Trời ơi, ra ít nhất là ra một con tầm khoảng 95 nên là 94 được rồi, nhưng mà tôi muốn một con 95. Tôi nghĩ là đây tôi sẽ đợi một phát thật là lâu anh em nhé, bởi vì đây là pack cuối trong cái pack 3000 này, tôi nghĩ là tôi sẽ đợi thật là lâu. Đợi thật là lâu để hy vọng là cầu thủ chất lượng anh em ơi. Đấy, trước giờ tôi mở pack là rất là đen nhưng mà vẫn rất nhiều anh em gọi là tin tưởng tôi nhé, nên là ví dụ mà tôi mở không ra con nào cũng ngại. Đây có nhiều anh em mở ra đỏ anh em nhé, có nhiều anh em mở ui rồi ôi mở cầu thủ này hay cầu thủ kia, nào là Mbappe rồi là Rijkaard rồi là Rodri các thủ, ui rồi kinh lắm kinh lắm. Còn cá nhân tôi thì ui rồi ôi người đỏ nhất hành tinh đâu, không biết thấy là người đen nhất hành tinh rồi đấy. Trước giờ mở là rất là đen luôn anh em ơi, cực kỳ đen, nó không biết làm sao để giải cái mệnh đen của mình trong cái tựa game FC Mobile này. Tôi nghĩ tôi sẽ đợi thêm một chút, anh em có thể kiếm cái gọi là cái mặt trời ở phía bên trên không? Vừa trên cái chữ win the view card không? Tôi nghĩ khi nào nó sáng nhất thì tôi sẽ bấm anh em nhé. Bây giờ tôi cảm thấy nó sáng nhất thì tôi sẽ bấm đây thôi. Đây thôi, đây thôi. Nào, cầu thủ event nào win the view card được rồi. Senegal. Được. Onana. Oh, what the fuck? Onana. Onana. Ơi là Onana. Trời ơi. Trời ơi, Onana ơi. Tôi đang nghĩ đến câu chuyện là có Sadio Mane. Bởi Sadio Mane cũng có phiên bản 93, tôi nhớ na ná là thế anh ạ. Không, câu trả lời là không anh ạ. Đây là những con hàng mà chúng ta có ở trong này. Ngoài ra thì đây là những con hàng dưới đây. Ê, tiếc quá anh em ơi, tiếc ơi là tiếc, trời ơi, lỏ ơi là lỏ. Đấy, con Pele này cũng được này, nói chung nó bịp của mình con Pele với cả làm. Con Pele với cả con Valverde bịp cay quá anh em ơi, quả hay Pele là coi như gỡ gạc được rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ mình còn 2000. Mình còn 2000 nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không mở pack này đâu anh em nhé. Nghĩa chưa 2000 cho bạn này để tích. Ok. Có một cái thông tin nữa, đó chính là cái thông tin này thì mình thấy là có mấy anh em nhắn tin với mình hỏi và bảo là có mấy anh em bảo là có cái thông tin như thế, nhưng mà mình không biết là anh em nào, bởi vì là mình cũng không có theo dõi sâu ở anh em ở Việt Nam ấy, nên mình không rõ. Nhưng mà như anh em có bảo với mình là có mấy anh em bảo là cái điểm token này này nó có thể dùng ở trong cái sự kiện Totti ở cái phần icon, bởi vì như mình có nói là sự kiện Totti có 7 chương mà, thì có một riêng một cái chương icon là mở xong xuyên suốt sự kiện để anh em có thể chơi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là không thôi anh ạ, cá nhân mình nghĩ là không, bởi vì theo mình xem thông tin hiện tại leak ra đến từ Sapurit là cái thông tin gần như là chính xác đến 99%. Thì Sapurit cũng đã có nói là cái chương icon này là chúng ta sẽ nhận năng lượng này, chúng ta sẽ đá với sách hit vào các cái trận đấu để chúng ta lấy điểm xong rồi chúng ta đổi. Thì mình nghĩ nó là sẽ là một cái điểm icon riêng của Totti thôi, chứ mình không nghĩ là sẽ dùng được cái điểm icon zone này để mà đổi đâu anh em ạ. Đấy, cá nhân của mình thì mình nghĩ thế, còn vẫn phải đợi Totti ra. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa thấy có một cái thông tin nào mà nó đủ xác thực để mà chứng minh được là có thể dùng cái điểm icon này để mà chúng ta đổi ở trong Totti nhá. Nên là hiện tại cái thông tin như thế thì mình nghĩ là nó chưa chính thức xác đâu, và mình cũng nghĩ là nó khó có thể xảy ra lắm. Đấy, phải đợi Totti ra cho mới biết được, nhưng mà cá nhân mình nghĩ là nó không đâu, bởi vì là mình có nói thôi, Sapurit nó bảo là dùng cái điểm riêng mà chúng ta lấy năng lượng cho đá các thứ ở trong phần icon riêng của Totti mà anh em. Thế nên là cái câu chuyện này thì nó vẫn hơi khó có thể xuất hiện. Còn tiếp theo thì đây là một cả vài những cái gọi là cái lưu ý mà anh em có thể tham khảo thôi nhá. Đây là chúng ta tham khảo thôi. Đấy, từ một vài cái nguồn tin ở bên Twitter mà mình có tham khảo được. Một vài cái để anh em có thể tham khảo hơn thôi, để làm sao mà chúng ta có một cái hướng đi tốt đối với sự kiện Totti. Ở đây thì cái này anh em tham khảo thôi nhá, bởi vì là chúng ta mọi thứ là đều tham khảo thôi. Mình đưa đến cho anh em các cái thông tin để anh em có thể tham khảo với cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Ví dụ như chúng ta nhìn nó như thế nhưng mà có nhiều anh em khác người ta chơi nhiều kinh nghiệm hơn thì người ta sẽ đưa ra cho anh em một vài những cái tham khảo để anh em có thể tham khảo nhá. Đầu tiên thì về Totti ấy, thì thường là chúng ta sẽ chơi Totti, tức là vừa ra ngày đầu chúng ta sẽ xả hết toàn bộ game vào luôn đúng không? Cá nhân mình cũng nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ mình lại đang có một cái suy nghĩ khác, đó chính là khi chúng ta xả vào ngày 1 ấy thì các cái tuần khác chúng ta sẽ hơi ít cái điểm Totti để cho có thể tiêu, anh em hiểu không? Ví dụ như kiểu là tuần đầu ấy thì nó sẽ ra attacker đúng không? Nhưng anh em biết là attacker thì nếu chúng ta xả hết các thứ thì cho sẽ nhận được các cầu thủ attacker. Tuy nhiên thì đến midfielder và defender ấy thì lúc đấy lại là cái câu chuyện là chúng ta sẽ không còn nhiều game để cho có thể chơi nữa. Thì nếu mà anh em có đủ một lượng game nhất định thì mình nghĩ là anh em có thể là anh em phân bố ra chơi attacker, midfielder, defender, bởi vì biết đâu nhá, biết đâu là đại đa số tất cả anh em đều xả game ở thời điểm đầu là attacker, thì đến lúc mà midfielder và defender ra thì họ hết game rồi,
chúng ta lại là những người nắm được nhiều game. Chúng ta mở vào lúc đấy thì biết đâu chúng ta lại là những người có cơ hội để có thể nhận được con hàng ngon nhiều hơn và bán được giá hơn, đúng không? Bởi vì phần attacker thì rất là nhiều con hàng ngon, rất nhiều anh em xả game hết. Thì đến midfielder, defender họ sẽ không còn game nữa, họ sẽ ít game đi, họ sẽ không có cơ hội để mở nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ nắm được cái cơ hội đấy. Thì đây cũng là một cái anh em có thể tham khảo nhé. Chúng ta không nên xả quá nhiều game vào attacker. Và cái này một thêm một cái nữa, mình nghĩ là nhiều anh em biết, đó chính là đầu event này, nếu mà cầu thủ bán đang trên market thì rõ ràng là chúng ta đừng có mua. Kể cả là chúng ta thấy là ui nó rất là ngon, nó rất là ấy và chúng ta có điều kiện. Thế nhưng mà vẫn có những con hàng mà đầu event thì bán với mức giá như thế, và sau ở giữa event và cuối event là nó tăng giá rất là nhiều. Vẫn có nhé, không phải là không có. Thế nhưng mà nó ít lắm anh em ạ. Nói thật là nó rất là ít. Đa phần các cầu thủ lúc mới ra thì giá rất là cao, nhưng dần dần nó sẽ giảm. Thì mình nghĩ là anh em đợi đến cái lúc giảm ở một cái mức độ nhất định rồi anh em hãy đầu tư vào. Còn nếu anh em có tiền ở cái thời điểm đầu event top 10 ấy, thì mình nghĩ là lúc này giá cầu thủ của các event trước, ví dụ như là Win the World Cup này, sự kiện Rival hay là National Value, thì nó sẽ có xu hướng giảm. Thì lúc này anh em hoàn toàn có thể mua những cầu thủ phiên bản thẻ đấy. Đấy, với một cái mức offer vẫn rất là cao với những cầu thủ offer 94, 95. Thì anh em sẽ có một cái đội hình rất là mạnh, rất là chất lượng anh em nhé. Chứ khoan hẵng dồn coin để anh em mua những cầu thủ top 10, bởi vì mình nghĩ là top 10 đến một thời điểm nó sẽ giảm đi thì lúc đấy anh em hãng mua. Còn nếu anh em muốn chơi đá thì anh em mới mua các cầu thủ sự kiện trước thì nó sẽ được giảm giá tốt hơn. Đấy là cái thứ nhất lưu ý dành cho anh em ở cái trang đầu này. Tiếp theo nó sẽ đến với cái chiến lược khi mà anh em chơi Totti. Thì cơ bản là như này, với ngày đầu tiên ấy thì chúng anh em sẽ gọi là sẽ có thể đổi các cái điểm, đúng không? Có thể đổi các cái điểm từ Winter Wildcard Token này, cũng như là Star Pass Point này. Đấy, để anh em có thể đổi được các cái điểm Totti, có thể là Totti token hay gì đấy. Thì nó cũng tương tự như cái cách là về game thôi. Anh em cũng ví dụ đổi được Totti token thì nếu mà anh em tích đến midfielder hoặc defender nó ra mắt ấy, thì anh em có thể mở được ra các cầu thủ ở khu vực hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Còn nếu như mà anh em đổi ngay ngày đầu và anh em xả hết vào attacker thì chúng ta nhận được những cái hàng attacker thôi. Và đại đa số mình nghĩ là anh em sẽ xả vào ngày đầu. Thế nên là anh em có thể đi một cái hướng khác, đó chính là anh em chờ đến midfielder hoặc là defender anh em hay bắt đầu xả. Thì lúc này là ít người chơi, người ta có nhiều game mà người ta có nhiều những cái điểm tốc cần đổi từ cái Winter Wild Card hoặc là Passpoint. Thì lúc này anh em có thể mở ra những con hàng ngon và ít người mở hơn mà. Ít người mở hơn, ví dụ như kiểu attacker có 10 ông mở được con hàng này, nhưng đến midfielder chỉ có 2-3 ông mở được con hàng ông vừa đấy thôi thì nó sẽ được giá hơn. Thì cái này cũng là một cái mà anh em có thể tham khảo để anh em có một cái lối đi riêng. Nói chung là ở cái trang thứ hai này thì anh em cũng lưu ý tương tự như thế là được, góp nhặt những cái mà có thể là nó hữu ích để chúng ta có thể tham khảo nhá. Ở đây thì họ cũng có bảo là chúng ta không nên tiêu quá là nhiều cái điểm Totti token và Totti point vào cái ngày đầu khi mà chúng ta mong muốn hoàn thành cái sự kiện càng sớm càng tốt. Đấy, mà họ cũng bảo là chúng ta chờ, kiên nhẫn chờ đợi cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể tiêu token point. Và một cái ở đây nữa là khi mà sự kiện Totti nó xuất hiện ấy thì sẽ rất là nhiều những cái biến động, đúng không? Thì lúc này các cái cách cày coin mà trước đây mình có chia sẻ với anh em, ví dụ như là mua các cầu thủ rank xanh lá này, rank xanh dương này, rồi anh em đập lên rank vàng, hoặc là mua hai cầu thủ rank đỏ anh em đập lên rank vàng, những cái cách đấy anh em có thể tham khảo lại. Thì có thể những cách đấy sẽ áp dụng được dễ hơn khi mà Totti nó biến động với những cái mức over cầu thủ thấp, hoặc là có nhiều anh em thì sẽ ôm cầu thủ nhiều để gọi là anh em đầu tư, mà đã gọi là câu chuyện đầu tư. Thế nhưng mà mình theo cá nhân quan điểm của mình thôi nhá, cá nhân của mình thì mình nghĩ là nếu như anh em đầu tư ấy thì anh em hãy đi theo một lối đi riêng của anh em không nên gọi là đầu tư theo một cái nghe theo một cái hội nhóm nào đấy nhá. Đây cá nhân mình khuyên thôi, bởi vì ví dụ bây giờ là chung như thế, và khi mà anh em ôm rất là nhiều cầu thủ vào đấy, ôm rất là nhiều cầu thủ vào, thì ví dụ như mà một cái người ta đứng đầu, người ta xả hết hàng ra, anh em hiểu lúc này là cái lượng cung ứng nó xả ra nhiều mà khi mua bán thì nó sẽ có lượng cung và lượng cầu. Thì ví dụ anh em ôm chung với nhau như thế mà một cái người ta không lành mạnh, người ta xả hàng ra trước đấy, thì lúc này là lượng cung nó xả ra nhiều thì chắc chắn là giá của thủ này sẽ giảm đi và anh em sẽ bị thua thiệt. Và chỉ có cái người xả đấy là người được ta được lời thôi. Tất nhiên đây là mình đang nói đến những cái người không lành mạnh, còn vẫn có những cái người lành mạnh anh em có thể tham khảo theo để anh em ôm theo. Nhưng cá nhân mình nghĩ nhá, đã đầu tư ôm hàng các thứ thì đi theo cái con đường riêng của anh em. Hãy chắc suất đi theo con đường riêng của anh em mà có thể lời được thì anh em hãy làm. Còn nghe theo người này người kia thì ví dụ mà dính vào những trường hợp không lành mạnh thì anh em sẽ tốn một đống coin. Đấy, thì ở cái trang này đại đa số người ta cũng bảo nôm na cái ý nó là như thế. Nên là nếu anh em muốn đầu tư thì mình nghĩ là
cốt lõi thì anh em vẫn cứ là mình thấy như thế nào thì mình như thế đấy thôi, không cần phải nghe bất kỳ ai. Và một cái nữa dành cho các anh em, mà cái này thì mình cũng đã nói từ những cái clip trước rồi và vẫn nhắc lại cho anh em, đó chính là bây giờ tích điểm win the view card này, fast store nhiều nhất có thể này, tích game nhiều nhất có thể này đấy, rồi tích coin nhiều nhất có thể này, rồi tích cầu thủ 80 này, 80 cộng này, 85 cộng này, 88 cộng, 90 cộng nhiều nhất có thể này, để có thể exchange với Totti. Và vì chắc chắn Totti ra thì nó sẽ có exchange thôi anh em nhé. Rồi chúng ta nói chung là cứ hoàn thành hết tất cả những cái mà có thể làm để mà chúng ta tích điểm đi, để mà đến Totti. Và rất nhiều anh em hỏi là ui em có khoảng mấy trăm triệu coin, em có khoảng mấy chục nghìn game, như thế thì có đủ hay không? Câu trả lời là sẽ không bao giờ đủ anh em nhé. Sẽ không có chuyện đủ hay là không đủ, mà là tốt nhất, nhiều nhất anh em có thể làm thôi. Anh em có càng nhiều game thì anh em sẽ có cơ hội nhận được càng nhiều đủ ngon. Anh em có càng nhiều coin thì anh em sẽ có cơ hội mua được nhiều cầu thủ tốt với mức giá tốt. Chỉ thế thôi, chứ không có đủ hay là không đủ anh em nhé. Nên anh em cũng không cần phải thắc mắc là bao nhiêu mới có thể đủ để có thể chơi được cái event Totti. Một cái nữa cho tất cả anh em đó chính là vào ngày mai ấy, tức là ngày 23 tháng 1 thì chúng ta sẽ có cái exchange của cầu thủ Minolab Closer nhá. Cầu thủ ST ấy, cũng giống kiểu Peklo này này, cũng vào exchange. Thì với Peklo thì như anh em có thể thấy là chúng ta có những cầu thủ liên quan đến 85 cộng của người Ý. Vì thế nên là thời điểm này cũng có rất là nhiều anh em ôm những cầu thủ của người Đức ấy. Bởi vì anh em cũng hy vọng là Minolab Closer, cái điều kiện nó cũng tương tự với Piccolo, thì anh em cũng ôm cái 85 cộng của người Đức. Thì cá nhân mình thấy là cũng được, nếu anh em ôm được thì cũng được. Bởi vì là quan trọng là những cái người ôm ấy, thì là anh em có muốn dùng con Minolab Closer hay không. Nếu anh em muốn dùng thì anh em ôm lên thôi. Bởi vì mình nghĩ là con Minolab Closer ấy, nó mình cũng không nghĩ là nó quá là ngon để có nhiều anh em có thể đổi nó. Nhưng mà nếu mà anh em nghĩ là nó là một cái con hàng mà rất nhiều anh em săn đón ấy, thì anh em cũng có thể ôm cầu thủ 85 cộng của Sài Lức đấy, để có thể là chờ đến lúc Minolab Closer ra, nhiều anh em đổi thì người ta sẽ cần phải mua không ạ. Thế lúc anh em có thể chờ nó tăng giá và xả. Tất nhiên thì câu chuyện này bây giờ nó cũng hơi muộn một chút rồi, bởi vì ví dụ cách đây 1-2 ngày thì còn ok. Chẳng có bây giờ cập nhật cho anh em là hiện tại các cầu thủ 85 cộng của người Đức thì nó đã lên giá rồi anh em ạ. Đấy, bởi vì có nhiều anh em mua những cầu thủ 85 cộng, nên bây giờ nó cũng hơi chậm với những em là bắt đầu với bây giờ rồi. Nên là cái câu chuyện về mặt thời điểm nó cũng rất là quan trọng anh em nhé. Đấy là tổng quan những cái mà chúng ta có trong clip ngày hôm nay về mở pack, về closer, về những cái chúng ta cần phải tham khảo đối với Totti, với cái góc nhìn của những em nước ngoài. Đấy, còn clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu anh em thấy clip hay đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình nha. Và sắp tới ra Totti thì mình sẽ cố gắng làm thật nhiều clip cho tất cả anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo. Bye bye anh em.